Dạ, good morning, hello, em xin chào. Hôm nay á, mình có order hai cái cây quýt các bạn ơi. Các bạn biết không, một cây quýt túi tiền là một cái cây quýt may mắn. Còn một cái cây tên là Kitsu Silet là của Nhật, không hạt nha các bạn. Rất là ngon luôn. Và mình sẽ khui thùng ra mình khoe với các bạn và nói giá tiền cho các bạn biết nha. Một cây 150, cái này là hai cây 300 các bạn. Hai cái loại này mình rất là thích luôn. Nếu như mà các bạn có mua hai cái giống quýt này, các bạn trồng với các bạn lên mạng đi, một cây Nhật Silet, nó là không có hạt luôn đó các bạn. Cây này cao 4 feet nha các bạn, 4 feet là không có tính mấy cái nhánh này luôn. Nếu tính mấy cái nhánh này cao lên luôn là dư dư luôn tới 5 feet. Vui lắm các bạn ơi, mình rất là đam mê trồng cây. Mà hai cái giống này á là cái loại này nó rất ngon, quýt không hạt, quýt Nhật. Wow, nhánh quá đẹp luôn, cây này nhánh nhiều à. Cây này là cây ghép nha các bạn, cây ghép thì mình về mình chăm sóc cho đàng hoàng. Thì cây này là cây sumo, thì vài tháng nó sẽ có bông có trái nha các bạn. Quýt sumo này là quýt túi tiền mà để may mắn nó cho chủ nhà đó. Mình thích trồng cái cây này lắm, cái cây nó y như cái túi tiền, cái trái nó ra y như cái túi tiền vậy đó các bạn. Này, mình sẽ ghim em ra đây, đẹp không các bạn ơi, nhánh quá trời nhánh luôn nè. Cây cây này là cây ghép nè các bạn, mà họ ghép cũng khéo ghê, cái này nó rất là liền luôn nè, cây đẹp quá. Cảm ơn anh xin nhà chặn, xin chặn nha. Cái các bạn mà có muốn order cây quýt sumo với cây kitsu này thì các bạn gọi cho anh xin Trần là 813 842 1008 nha các bạn. Thích quá chừng luôn nè. Ôi. Ôi mình hên quá nha các bạn, để mà hồi mình quay gần lại ra cái này nó giống như là nó sắp ra bông luôn rồi nè. Nè cái này nó có cái đi ra này là nó sắp như ra bông vậy đó nha. Nhưng mà lúc mình order mình có hỏi thì anh nói em chăm sóc trong vòng từ đây cho tới Tết chừng vài tháng nữa thôi là nó sẽ có bông có trái. Cái cây ghép, cái cây bên kia nó còn nhỏ hơn nữa, một hồi mình quay qua cho các bạn xem mà nó đang có trái rồi. Mà người ta nói cái giống nó ngon dữ lắm mà nó lại ra trái nha các bạn. Nó ba lớn gì đây nè, mà nó đi lên y như cái túi tiền ấy, cho nên là em muốn mua một cây nữa cho nó đủ một cặp. Với lại là nó ngon nhất nhì của các loại quýt luôn, cho nên mình thích. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái cây silet ra các bạn. Mình order đó về hôm qua rồi, nhưng mà mình đi làm về thì ở Thác Xịt này nóng 107, 108 độ. Cho nên hồi tối mình đem vô nhà xong cái mình mở cái nắp này ra nè. Mình cho máy máy lạnh nó chạy xuống đó, cho cây nó đừng có mất sức. Để cây của mình sáng các bạn nè, mở ra nó không có mất sức gì hết. Mà trong khi đó gửi qua 100 lẻ mấy độ, quá đẹp luôn. Gửi 100 ngoài độ mà chủ vườn người ta gửi cái gì đó overnight gì đó các bạn nha, cho nên cái cây không có được mất sức. Rồi về cái mình phải biết thời tiết nữa, giống như thời tiết này á, nó nóng quá thì mình phải về mình phải mở cái nắp nó ra rồi mình cho nó chịu cái gì nó mát một chút rồi mình hết đem ra, chứ trời nắng quá mình đem ra ngoài cũng không có tốt rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thay chậu hai cho hai cái cây này rồi mình đem nó vô chỗ cái mát mình để. Cây này cao dữ lắm luôn rồi nè, cây này 4,5 feet chứ cây này là trên 5 feet á, cây này 5 feet nè, rất là đẹp luôn. Để em quay sát sát lại cho các bạn xem nha. Thường ở chủ vườn người ta gửi đi các bạn thì người ta không để vô cái chậu bự nha, người ta bỏ vô cái chậu dừa gì đây nè, cho mình nhẹ tiền ship một chút chứ nó dễ chở nữa, nó không có chiếm chỗ của người ta. Nè bạn, cái cây ghép nha chứ không phải ươm từ hạt, cho nên là mình mua cây chỗ này á mình rất là an tâm, nó nhanh có trái các bạn. Mình mua cây hay là mình làm gì trong khu vườn này của mình cũng đều khoe với mình chia sẻ với các bạn á. Nhiều lúc các bạn muốn mua cái cây người ta ship tới nhà mà các bạn không biết chỗ á, thì mình order cây đã ở chỗ này đã nhiều rồi, thì các bạn có muốn mua mà cây order về tới nhà thì các bạn cứ gọi số điện thoại đó cho cái anh chủ vườn này,
ảnh ship cây. Với hai nữa, mà các bạn muốn mua cây bự thì các bạn cứ gọi thẳng ảnh, rồi ảnh sẽ kiếm cây cho các bạn nha. Hay là ảnh có sẵn thì ảnh sẽ gửi liền cho các bạn. Trời ơi, cái cây này quá trời, ảnh thấy cưng hết biết luôn rồi. Mà cái cây này là cái cây ghép, cho nên là mình bảo đảm với các bạn là mình sẽ nuôi hai cái cây này, rồi từ đây cho tới vài tháng nữa nó có hoa thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem với mình và mua cây với mình nha. Đây đẹp, mình sẽ thay chậu mình bỏ vô bóng mát nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thay chậu cho hai cái cây này thì mình dùng đất Fortin Mix đã trộn sẵn nha các bạn. Đây là hai cái cây nè, em xài cái thùng này khoảng 12 gallon nha, là nó vừa rồi. Tại vì cái cây này khoảng 4 feet mấy, 5 feet, với một cây khoảng 6 feet thì cái thùng nó lớn thì nó ok. Chứ cái cây nhỏ xíu mà các bạn bỏ vô cái thùng bự quá thì nó cũng ghễ, nó cũng không có tốt nè các bạn. Với mùa nắng này nữa thì các bạn làm như em đi, cây không có bị mất sức nha. Rồi bây giờ mình làm, bây giờ mình sẽ bưng một cái cây này, mình để qua cái này đi cho nó rộng bớt. Chậu này có đục lỗ nha các bạn. Trồng cây thì thường thường là chậu phải đục lỗ hết. Chậu này khoảng 12 gallon. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái phân vô một ở dưới cái đít chậu khoảng 1/3 nha. Bỏ dưới cũng 1/3. Cho 1/3 gì đây thôi. Để chậu này qua bên. Bây giờ mình sẽ cắt cái thùng của cái cây ra. Để chậu này qua đây đi, thì mình sẽ cắt cái này ra. Nắng hay không nắng gì cũng vậy, nhưng á các bạn thay chậu giống như em vậy nè, cây nó không có bị mất sức nha. Đừng có nhổ cái cây lên, mà cắt cái chậu cái bầu nó từ từ ra, đừng có gấp. Hồi nãy em mở cây là mấy anh kia, mà bây giờ em thay chậu em đem qua mấy anh này, các bạn nó có đổ phân á thì mình quét vô trong cái này luôn cho nó không có dơ. Nó thay mất công hồi mình quét nữa. Ở đây mình lấy cái ấm nước mình xịt cho nó xuống đây luôn là ok. Chủ vườn người ta xếp cây kỹ quá nha các bạn ha, bao bọc xuống dưới nè, không có cho phân rớt ra ngoài luôn. Gỡ cái này giống gỡ mấy cái mắm đồ Việt Nam đem qua bao kỹ thì là kỹ, cũng như mấy lần trước nè các bạn. Ở đầu em mới lấy cái mũi dao này nè, nó rất là bén nha, em mới chấn vô trong cái này. Em đi vòng qua cái này nha. Các bạn có thấy không? Để em để cái máy sát xuống đây đi. Mình gỡ cái bịch ra, mình lấy cái mũi dao, mình chấm vô trong đây nè. Đó. Mình đi xung quanh hết cái đít chậu luôn. Mình cắt cho nó đứt ra luôn. Thay gì đây là cây của mình, nó giống như là không thay gì các bạn, nó rất là bình thường. Không có mất sức. Dao này nó rất là bén luôn. Mình cắt đứt chậu nè, mình lấy dao này không à các bạn. Nè thấy không, mình đi vòng cái lợi đứt quá hết trơn rồi. Rồi đứt xong rồi, bây giờ em sẽ kéo cái thùng lại, rồi em để cái máy lên nha. Để cái máy lên. Đây. Rồi các bạn sẽ bưng nguyên cái thùng này vô đây đi cho các bạn dễ thấy. Đây, mình bưng nguyên cái đứt chậu lên luôn. Đây, bưng nguyên cái đít chậu lên, cái mình kéo cái miếng cắt ra, kéo cái miếng đít thùng ra. Đó nè, đừng có tiếc cái thùng, bỏ nó đi, mình giữ cái cây của mình. Rồi mình cứ giữ cái bầu đất gì đây, rồi mình hốt mấy cái phân mình bỏ xung quanh vô trong cái dành chậu mình bỏ cây vô nè. Bỏ gì đây nè, cho nó hô cái cây lại, cho cái bầu đất nó đừng có bể. Rồi cái mình bỏ vô phân nửa cái cây gì đây kìa, đặng mình dễ cắt. Mình lấy cây dao các bạn, em phải để lại đàng hoàng cho các bạn thấy. Rồi để sát vô gì đây nè, rồi cái đầu mình mới lấy cây dao này nè, mình chấn từ trên cái miệng này xuống vậy nè. Đó, nó đứt ra, các bạn lấy cái bầu này lên dễ không, mà cây của mình không có đụng chạm gì tới luôn. Các bạn thấy không, cái bầu đất nó còn yên nguyên luôn, không có bể ra miếng nào vậy.
mình mới lấy phân này mình đổ vô cho đầy luôn. Thì cái cây nó rất là bình thường luôn các bạn ơi. Nếu như trời mát, trời mưa thì mình để ở ngoài thì ok. Mà giờ ở thắt xịt của mình tới 107, 108 độ, cho nên mình làm xong rồi mình để nó vô cái bóng mát nha các bạn. Mình làm xong mình sẽ để vô trong cái giàn bầu này luôn nè, cho nó mát vài bữa nè. Chừng nào trời đẹp rồi hãy đem ra. Này nó chưa đầy thì mình bỏ thêm cho nó đầy. Rồi mình sẽ đổ thêm vô nữa. Này nó còn hơi bị lưng. Bỏ cho nó đầy luôn, mình ém nó xuống cho cái cây nó chắc lại. Hai cái giống quýt này mình thích lắm các bạn ơi. Rồi. Ở đây nó có mấy cây tre, cây trúc gì nè. Mình cắm nó vô đây rồi mình cột nó lại nữa các bạn. Chủ đã cột một cây ở đây rồi, nhưng mà các bạn muốn chắc ăn thì các bạn cầm thêm cũng không sao. Rồi mình cột nó lại. Nè. Nè. Đó. Chủ đã cột lại cho mình rồi. Bây giờ mình muốn nó chắc nữa thì mình cột con cây vô đây nữa. Rồi mình có cọng dây nè. Cọng dây này là mình cột nó lại. Quấn nó lại thôi, rồi khi nào cái cây vài tháng á nó chắc á thì mình gỡ nó ra. Nó ăn phần xuống dưới nó chắc chắn thì mình gỡ nó ra, còn không có mình để gì đây được vài tháng luôn cũng được đó các bạn. Đó. Đẹp chưa? Rồi mình sẽ rinh nó bỏ vô trong cái đống bầu mốt này. Trốn nó vô trong đây các bạn. Trong đây rất là mát, là cây mình mới order hoặc nó còn nhỏ thì mình xài cái phân cotton mist này các bạn, nó trộn sẵn cho mình hết trơn rồi. Thì cây của mình nó mau lợi sức rồi, nó khỏe, dễ có trái nữa. Mà cái cây này là cái cây chiếc nữa các bạn. Cây ghép cho nó lộn, cây này là cây ghép nữa các bạn, cho nên là nó ré đi cho có bông có trái. Cây ghép thì mình cũng cho nó ăn một miếng thân 13 luôn nha các bạn. Gãy xung quanh đây nè. Gãy ít thôi nha. Trời nóng quá gãy nhiều nó nóng cây nha. Bỏ chừng nắm tay thôi, nắm gì đây thôi nha. Rồi mình cứ bỏ vô đây mình tưới nước nữa là xong. Chỗ này hồi nãy mình cắt mình thay chậu rồi các bạn. Đi chân chỗ này nó có cái sàn á, mình đem ra mình thay á thì nó mình dễ xịt nước á, xịt qua cái nó sạch trơn hết trơn. Mà nó tưới được mấy cây ổi của mình luôn. Cái ổi này của em Lisa cho mình đem về mình trồng xuống đất luôn nha các bạn. Thì còn hai cái cây quýt hồi nãy mình thay xong thì mình giấu nó vô cái giàn bầu này nha. Cho nó mát. Rồi bắt đầu mình xịt nước vô nha các bạn ơi. Đó. Mình xịt vô, mình mới thay chậu á thì mình phải xịt nước mình canh làm sao á, cho nó ướt đẫm luôn á, rồi nó chảy xuống dưới cái đít chậu thì mình hả ngưng nha, cho nó thấm. Các bạn nước mà nó chảy xuống dưới cái lỗ gì đây là được nha. Đó, nước nó đọng xuống dưới đó là được rồi đó. Rồi là nó ướt cái chậu rồi đó, nó thấm cái chậu rồi đó các bạn. Hai cây đẹp quá trời luôn, thích ghê luôn. Còn cái này là cây mình sẽ quay qua đây mình có cây kitsu cho các bạn coi nha. Kitsu silet nha. Ở chỗ này là cái mấy cây tắc nhỏ của mình, là bữa hổm mình bỏ cái phân mà để kích bông các bạn, cái bông nó ra cái nè, tới bữa nay còn bông quá chừng bông luôn, trắng giả hết trơn luôn. Thì mình cũng có một cây kitsu mà hồi nãy mình nói với các bạn là mình mua ở Hilton đó, mà bằng chiếc đũa thôi, mà mình nuôi hổm nay 3-4 tháng rồi thì bây giờ nó cũng bự ạ. À. Cái gốc nó bự hơn hồi lúc mới mua về luôn các bạn ơi, mà được có 4 trái à. Ở 4 trái cũng vui rồi đó, cây nhỏ xíu xíu. Mình trông cho nó đừng có thời tiết cho nó đẹp để nó giữ 4 trái này cho gia đình ăn cho biết quýt cái su. Hồi nào giờ mình cũng chưa ăn. Hiện tại thì thấy nó cũng bự rồi nè. Bự rồi mà các bạn coi cái gốc của nó là mình nuôi từ hồi lúc tháng 3 tới bây giờ đó các bạn. Vậy là tới tháng 3, tháng 4, tháng 5, 6, tháng 7. Ờ mình nuôi 4 tháng mà cái cây nó gì đây thì tính ra thì mình cũng nuôi quýt đó chứ. Nè cái cây hồi đó mình đi mua các bạn, nó bằng cái nhánh này thôi nè, nó nhỏ như vậy luôn đó, mà phải chạy xuống Hilton có một cây, một còn đúng hơn một cây, mình một cây, ly sàn cây bằng cái nhánh này nè, nhỏ xíu và siêu. Nhưng mà mình đi thì mình thấy cái tên này mình thích lắm luôn nè, tại cái mình đi lên mạng á thì mình thấy cái giống này mình nó ngon nhất nhì của các loại quýt mà mình nuôi mới có mấy tháng mà tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 mới có 4 tháng mà gì đây là mình thấy mình tưới phân của mình nó quá đủ luôn á. Cho nên nó mới được gì đây. Giờ nó đang ra lá non nè. Trái thấy cưng không các bạn? Một cây này thì mình nghĩ gia đình ăn cũng không đủ, cho nên thôi mình thấy anh xin á
có bán nữa thì mình mua thêm cây nữa cho hai cây để cho nó nhiều trái. Nếu nó nhiều quá thì mình sẽ cho mọi người ăn với mình. Mà ăn này giống của Ấn Độ, mình cũng mua của anh Xin Trần nè các bạn, ship luôn là 150 nè. Bữa nay cây đẹp ghê luôn. Bữa hổm em nghe người ta nói bẻ lá thì nó mới mau có trái. Em bón phân cũng đủ lắm đó, mà giờ em bẻ mấy cái nhánh này, giờ nó đang mọc lên nè. Hy vọng nó có trái, em ăn thử rồi em review cho các bạn mua với em nha. Nào giờ em cũng chưa ăn cái giống dâu tầm ăn này nữa. Lá nó đẹp quá trời luôn nè. Sao dê này mình cũng mua của anh Xin Trần nè các bạn. Trái hồi đầu năm nay mình ăn nhiều trái lắm luôn, mà còn trái nhỏ quá chừng luôn. Giống này là Silkwood nữa các bạn. Thì tùy theo cây với tùy theo giá tiền. Cây bự thì giá tiền nó bự, còn cây nhỏ các bạn muốn mua cây vừa vừa thì các bạn liên hệ với anh Sim nha. Tại vì mình không có nói giá được, là tại vì nhiều loại là anh bán nhiều size lắm, cho nên mình không có nói hết được. Clip chia sẻ mua cây online của người Việt của mình, mà của anh Xin Trần ở Florida các bạn. Thì em mua mấy cái cây này thì luôn luôn lúc nào em mua cây thì em cũng cập nhật cho các bạn. Nếu các bạn nào mà ở xa với không có đi lại những cái nursery mua được á, thì các bạn mua cây các bạn cứ gọi cho anh Xin Trần 813-842-1008 nha các bạn. Thì anh sẽ tư vấn cho các bạn và anh gửi cây tới nhà cho các bạn luôn. Nhưng mà anh gửi cây rất là uy tín nè các bạn, không héo không gì hết. Anh gửi cây overnight á. Còn nếu như trường hợp mà gửi cây mà có cái gì thì các bạn cứ liên hệ với anh, thì anh rất là nice luôn, anh sẵn sàng anh giúp các bạn nha. Và clip chia sẻ đến đây em xin dừng. Xin mến chúc ông bà, cô chú, anh chị có nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp lại clip next time. Thank you, bye bye.